Bị
các tân vị thành thà, những cái vết máu ở loang lổ ở trên đường, trên cái áo của bạn, thì cô bé thấy tội nghiệp, than khóc. Bạn nói rằng con đừng có lo, mẹ đang mặc áo hoa hồng đấy. Và con hãy về khuyên các chị em của con một điều này là cầu nguyện cho mẹ để mẹ có thể ra thánh giá theo chân Chúa tân cổ. Hãy xin ân, hãy xuất sắc cầu nguyện, hãy xuất sắc tham dự các phục vụ nếu chúng con có thể được. Rất là bình dân nhưng cũng là một cái khơi cảm cho chúng ta sống niềm tin, một cái lời mời gọi để khơi dậy cái niềm tin ở trong lòng chúng ta qua bầu cơ của bà thánh Anne Lê Thị Thành mà ngày hôm nay giáo hội Hoàn Vũ không có kinh nhớ. Nhưng chúng ta giáo hội Việt Nam, chúng ta phải khơi dậy để rồi mời gọi chúng ta sống niềm tin. Sự ra đi của bà là một người tông đồ, một người môn đệ của Chúa, cũng cho chúng ta cái bổng gương để rồi chúng ta bước tiếp bước theo bà, theo lời mời gọi của Chúa Giêsu ngày hôm nay qua lời mời gọi mà Chúa mời gọi các tông đồ của Ngài. Hãy đi, ra đi, phải ra đi để làm chứng cho Chúa, phải ra đi để đổi loan báo tin mừng cho Chúa. Nhưng trước khi ra đi thì chúng ta cần phải có cái gì? Người cho mà không có cái mình cho thì làm sao có thể cho được? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta với các tông đồ trước hết phải nhìn lại đời sống nội tâm, đời sống đức tin của mình, rồi mình mới có thể ra đi để tham ban cho người khác được. Xin gợi lên được tâm tình đó để rồi chúng ta suy nghĩ và chúng ta cầu nguyện cho chính bản thân của chúng ta, cho những giáo sư của chúng ta, cho giáo hội Việt Nam và cho giáo hội Hoàn Vũ trong cái bối cảnh đức tin đang ngày càng ngày có thể nói đang đi xuống dốc, để rồi chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta theo tin gọi của Chúa, chúng ta dám ra đi lên đường sau khi đã được ở lại với Ngài, được tham dự những cái mà Ngài ban ban, được nghe những lời Ngài giảng dạy, để rồi chúng ta đứng dậy ra đi đem tin mừng, đem cái lời mời gọi đó đến cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa, hoặc những anh chị em đang khô khan nguội lạnh vì cái đời sống vật chất, vì cái đời sống xã hội. Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho chúng con, xin cho chúng con dám đứng dậy để đổi ra đi để loan báo tin mừng của Chúa, để dám nói lên rằng chúng con tin và chúng con biết rằng Đức Trời đang đi gần với chúng con.